cổng mua phở thôi. Mua đem về đi, qua chị Hai ăn. Su mua phở xong rồi chở Su lại chị Hai, gửi Su ở nhà chị Hai, còn em thì sẽ về rước Na nha. Hôm nay em xác định là em sẽ cho Na lên đây luôn, rồi cho Na đi học luôn. Dự định là gửi xe nhà em Tiên đây, chạy ra nhà em Tiên gần quốc lộ 13, xong em sẽ đi xe đò về rước Na. Rồi rước Na xong rồi lên tới nhà em Tiên rồi lấy xe chạy vô đây, mất công chị Hai khỏi đưa rước ra quốc lộ 13. Để coi em Tiên điện coi có mẹ em Tiên ở nhà không, tại em Tiên không có nhà, em Tiên đang đi công việc. Không nha, em về rước Na lên luôn nha. Hả? Về rước Na lên cho nó đi học luôn. Em chạy xe ra quốc lộ 13, em gửi xe nhà ăn Tiên đó, rồi em rước Na lên, rồi xong em chạy xe vô, mất công khỏi đưa ra quốc lộ 13. Em đi xe đò về. Hả? Nhà của em Tiên rồi, em Tiên điện thoại. Giờ em sẽ vô nhà em Tiên gửi xe, rồi em sẽ ra đón xe. Nhà em Tiên ngay quốc lộ 13 luôn á chàng. Ngay đây luôn. Đẹp quá. Kế bên quán cà phê. Nghe xong rồi, giờ em sẽ ra đóng xe đò. Mẹ em Tiên mới mở cửa cho em vô. Tại vì chị Hai anh Hai đem ra đưa ra cũng được, nhưng mà mất công rước lắm, nên là sẵn nhờ em Tiên luôn. Mẹ em Tiên dễ thương lắm, vui tính nữa. Lên xe rồi. Quay hai đứa bé. Quay em chứ quay hai đứa bé làm chi trời. Đông quá trời luôn, phải ngồi ghế súp à. Lên ghế ngồi tới Bình Long rồi. Wow, bánh mì ăn đó bụng quá. Đi mua bánh mì Đại Quang ha. Bánh mì Đại Quang. Sữa bắp thôi ạ. Sữa bắp hay sữa đậu xanh, đậu nành? À sữa bắp hả? Vậy lấy sữa. Lấy em một bánh mì. Lấy em một bánh mì thịt nhiều ớt. Bánh mì 20 với một chai sữa. Sữa bắp 12.000, 32.000. Chiên xe nữa hả? Lấy con hai tờ đi. Một, hai, ba. Rồi. Để cứ đưa cho. Để cho mau lẹ cho em đi. Rồi, rồi tờ nữa. Tiền tờ nữa, lắm cặp luôn. Rồi, cảm ơn chú. Chiên xe nữa hả? Em mà nhồi nhét kiểu này luôn đây. Con thêm thịt gà này nữa. Con đi đâu? Con đi bù đế. Con đi bù đế hả? Trời ơi. Quá trời đông luôn rồi. Đúng rồi. Đông quá trời luôn. Đâu này có ai vậy? Trong hiệu hoàng đúng không? Đúng rồi, trong hiệu hoàng luôn á. Tí rồi anh đợi em. Rồi anh chở con em với em ra luôn nha. Ô Na, đang làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Đi lên chị Su không? Lên Su ha. Đi cho nó đi. Đi về, ship đồ xong rồi. Ship đồ xong rồi. Dẫn Na về Bình Dương thôi. Anh sách này để ngoài xe giùm em.
đây nữa nè. Chai nước suối à? Cái gì nữa không ta? Nam bánh bao không? Đây em cái bánh bao luôn chị. Về Bình Dương chiều làm mà không biết làm chiều được không nữa, chắc được kịp. Su hả? Su ở nhà dì Hai á, sợ không? Ai gì á? Có không? Không phải, không phải. Xe chưa, xe chưa tới. Đâu coi coi. Cái gì? Na nó đợi mua búp bê, nó đợi mua búp bê bên này nè, bên tiệm tạp hóa bên này. Hả? Thôi, không có tiền đâu. Đợi mua đủ thứ hết trơn à, đó nè, đợi mua búp bê cái thằng đó đó. Hả? Thôi. Ra đây nè. Người ta la. Sao? Ở trên nhà chị Xu cũng có búp bê mà. Lên nhà lấy búp bê của chị Xu chơi ha. Đi vô đây ngồi cho mát nè, đứng đây nói. Đi. Rồi lên thôi, Na cầm bánh bao đi. Mẹ cầm này cho. Xe tới rồi. Xe rồi, mát quá. Mát cho mát luôn. Lạnh mát quá hả Su ha? Hả Na ha? Na nó cầm mình là cầm mình bánh bao. Ăn bánh bao đàng hoàng quá. Tức đời quá trời hay. Đói bụng rồi dạ, bánh bao rồi. Đúng chưa? Mặn quá. Mặn đâu mà mặn, bánh bao đâu có mặn đâu. Bên góc cây à, đó bả nè, đây
đi đi. Giỏi quá ta, ngồi đợi mẹ được luôn. Đi đi lại xe, đi lại xe. Nhà của dì hai. Xuống đây. Xuống nè. Tao buồn ngủ mà tới nơi là phải xuống. Má đen thui thù lùi, chị Xu đâu rồi? Nhà chị hai ăn cơm chọc luôn mới về. Trời ơi, nó đen móc luôn kìa. Nhổ răng trên xe nữa. Sao vậy? Không biết nữa, bị nhức răng nhổ nửa cái trên xe rồi. Mày nhổ cho nó. Em nhổ cho nó. Lên đi rồi xong rồi Xu á. Xu quét nhà sạch sẽ nha, mẹ đi xuống dưới mẹ rửa chén nha. Rồi gói lạnh lên cho mát. Trời ơi, hai tụi bay á. Rồi, Xu quét nhà nha, quá trời nhà dơ luôn rồi. Rồi mẹ xuống dưới mẹ. Mẹ rửa chén. Rửa chén xong mình đi chà hai toilet ná lên rồi. Chà toilet sạch sẽ. Xu đi đổ rác cho mẹ ơi, mẹ chà cái toilet cái à. Bữa giờ không có chà toilet. Mới gọi đầu cho Xu với Na xong. Rác mà sao thơm được. Chụp cái túi đó luôn đi. Rác mà thơm chứ Xu quá đó là. Ơi. Gì Na? Gì Na xì. Chị Xu đi đổ rác. Chim nên ok nha, có chỗ gắn điện thoại lên nữa. Sofa cho em bình nước hay gì ạ? Ở sofa cho Na bình nước lọc rồi Su uống hộp sữa Milo. Trời ơi trời, ác nạn với em nào. Thôi đừng có chế vô cho nó nha, cho nó uống thì cho nó cái hộp luôn, còn không thì thôi đừng có chế vô vậy. Thôi Su uống đi, nó dọc nước vậy á, đi ra chỗ khác. Bà nói nhìn hai đứa này giống nhau. Thấy ở bên kia tôi biết hai chị em nó đi rồi. Vậy hả? Rồi mua bánh nó đi. Ăn bánh gì mua? Ừ. Rồi đưa tiền cho bà đi, tính tiền đi. Thiếu về nhà lấy thêm, mẹ về quét sân cái nha. Quét sân. Có em khách vô nhộm tóc làm móng, kêu em vô chọn màu chứ. Các bạn màu ở trên hả em? Cửa kính chắc nói không nghe luôn.
được mấy bữa. Sáng quá trời sáng. Cũng không ai chơi được. Xu lấy không? Xu lấy tiền không? Mày lấy cho. Xu lấy đồ của Xu cho em Na bận á. Nó mặn hả? Vậy hả? Vừa vừa thôi xe. À, dì hai đi mua cái lẩu giùm. Xu với Na ở trong nhà chơi. Hả? Xỉu ngang với Na luôn. Sao vậy? Nhờ dì hai mua cái lẩu. Tí mấy mẹ con ha. Giờ em bắt nước lẩu lên cho nó nóng lại. Na đói bụng quá trời luôn. Lẩu gì đâu mà cho bún bít ghê á. Có một xíu rồi, có hai chén à. Nó mua mì thêm nữa. Đợi xíu ơi, chị Xu đóng cửa cái. Đợi xôi lên cái. Nhờ Xu ra ngoài lấy bộ đồ về tay của Xu cho em Na bận. Bận mùa nhỏ cho em Na cho em bận. Xu ở trên này với em Na nha. Mẹ đi xuống dưới rửa chén dọn dẹp nha. Để sáng mai đỡ dọn dẹp. Ở đây nằm đi, nằm với em đi. Con nha. Con nhỏ nhỏ thôi nha. Chốt được 5 đơn, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Em tưởng đâu là hôm nay mình like chơi chơi thôi. Nào ngờ là mình chốt được 5 đơn. Em mới đầu tư cái đèn like nè. Cảm ơn mấy chị nhiều nha, giờ em sẽ gói hàng. Xong. Còn 2 đơn này thì chưa có giao nữa. Giờ cũng hơn 11 giờ rồi, giờ em sẽ vô ngủ. Em sẽ nằm ghế massage một xíu rồi em sẽ ngủ.